Được gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức 24h TV. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, cho bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính đáng chú ý sau đây. Kỷ luật cảnh cáo một giảng viên vòi tiền của hàng chục sinh viên ở Quảng Nam bắt siêu lừa, nổ là thượng tướng trong ngành giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt khẩn cấp kẻ dùng súng làm nhiều người thương vong ở Bình Phước. Hàng chục cảnh sát khống chế thanh niên ôm bình ga đòi tự kết liễu chung cùng cả xóm trọ. Diễn biến mới nhất vụ đối tượng trốn truy nã rồi lộ diện trên TV. Một thuyền trưởng tàu cá ở Cà Mau bị phạt hơn 630 triệu đồng. Bệnh nhân 1440 xét nghiệm lần 8 vẫn dương tính với Covid-19. Sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Kỷ luật cảnh cáo một giảng viên vòi tiền của hàng chục sinh viên ở Quảng Nam. Chiều ngày 10 tháng 1, ông Huỳnh Tấn Tuấn, phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đóng tại thành phố Tam Kỳ Quảng Nam cho biết, hội đồng nhà trường vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông NTH, giảng viên của trường. Ông Tuấn cho hay, giảng viên H vi phạm quy định quy chế của đơn vị. Ông Hát nhận tiền của 44 sinh viên với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Số tiền này sau đó đã được ông Hát trả lại cho các sinh viên. Theo ông Tuấn, thực hiện nội dung kết luận cuộc họp của Ban giám hiệu nhà trường, Phòng tổ chức hành chính trường cao đẳng y tế đã thông báo hình thức kỷ luật đến trưởng phó các đơn vị trực thuộc được biết. Ngoài ra, trưởng phó các đơn vị có trách nhiệm phổ biến hình thức kỷ luật đến giáo viên chủ nhiệm của các lớp thuộc đơn vị mình quản lý được biết và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc đơn vị mình quản lý tổ chức họp lớp để phổ biến đến toàn thể sinh viên trong lớp được biết. Riêng phòng công tác sinh viên có trách nhiệm triệu tập và tổ chức họp sinh viên nước bạn Lào đang theo học tại trường này và phổ biến hình thức kỷ luật để toàn thể sinh viên nước bạn Lào được biết. Trước đó, vào cuối tháng 11 năm 2020, nhiều sinh viên đang theo học tại trường cao đẳng y tế Quảng Nam phản ánh ông NTH vòi vĩnh nhận tiền. Tiếp nhận phản ánh và vào cuộc điều tra, nhà trường xác định ông H có nhận tiền của 44 sinh viên với số tiền hàng chục triệu đồng. Ngay sau đó nhà trường đã tạm đình chỉ công việc 15 ngày đối với ông H. Bắt siêu lừa, nổ là thượng tướng trong ngành giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 1, công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã khởi tố và thi hành lệnh bắt giam với Cao Dương Thái, sinh năm 1968, ngụ tại quận Thủ Đức để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại công an Thái khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tháng 11 năm 2018, Thái lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giáo dục Phúc Thịnh đặt tại trường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức dạy thêm. Năm 2019, công ty của Thái ngưng hoạt động. Đầu năm 2020, thông qua mối quan hệ xã hội, Thái quen biết với bà Dung. Trong những lần gặp gỡ, Thái tự giới thiệu là tránh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và cũng có lúc nổ là thượng tướng Công an hoạt động trong ngành giáo dục. Thái nói rằng có quen biết. Với hàng loạt lãnh đạo trung ương, các bộ ngành và ở nhiều tỉnh thành, lúc này thì bà Dung cũng giới thiệu với Thái là bà đang làm tại một công ty phát triển nhà có trụ sở tại quận 1. Tháng 3 năm 2020, bà Dung có nhờ Thái tác động để bà được chuyển về làm việc tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Thái yêu cầu bà Dung trung chi bôi trơn và chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng mà Thái chỉ định. Tháng 7 năm 2020, thông qua Dung, ông T.H, sinh năm 1968, ngụ tại quận 1 nhờ Thái chạy để được chuyển công tác từ một trường trung học phổ thông ở quận 1 về trường trung học phổ thông Mạc Định Chi, quận 6. Thái ra giá 50 triệu đồng. Ông Hát sau đó chuyển trước cho Dung 30 triệu đồng theo yêu cầu của Thái. Số tiền này Dung chuyển vào tài khoản cấp dưới của Thái 24 triệu đồng, còn 6 triệu đồng đưa cho Thái bằng tiền mặt. Bằng thủ đoạn tương tự, Thái lừa tiếp ông LVT, sinh năm 1977, ngụ tại quận 10, 5.000 đô la Mỹ, cũng là người quen của Dung. Sau đó thấy lâu mà Thái chưa lo xong việc nên Dung tìm hiểu thì biết Thái là kẻ lừa đảo. Vì Thái không chịu trả lại tiền nên các nạn nhân đã tới công an trình báo. Riêng Dung biết mình có một phần trách nhiệm nên tự hoàn cho ông T. Vào tháng 10 năm 2020, số tiền 21 triệu đồng. Sau đó công an đã ra thông báo truy tìm với Dung. Ngày 28 tháng 12, Dung tới công an trình diện và khai báo như trên. Từ lời khai, công an đã truy xét, bắt giữ Thái và đang điều tra mở rộng vì nghi Thái thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự. Được biết, khi công an điều tra, bà Dung đã chủ động thương lượng với một số nạn nhân hoàn trả lại một phần tiền để khắc phục hậu quả. Bà Dung cũng đã làm việc với cơ quan công an và cho biết bà cũng là một nạn nhân của Thái. Quá trình điều tra, đến nay, công an quận 1 đã bắt giữ được siêu lừa cao dương Thái. Công an tình nghi Thái đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo khác, nên đang tiếp tục mở rộng điều tra. bắt khẩn cấp kẻ dùng súng làm nhiều người thương vong ở Bình Phước. Ngày 10 tháng 1, nguồn tin cho hay, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp Phạm Tuấn Hưng, 45 tuổi, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Hưng được xác định đã dùng súng bắn làm nhiều người bị thương, trong đó có một người vừa tử vong sau khi đến cấp cứu tại Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin cho biết, tối ngày 8 tháng 1, Phạm Tuấn Hưng cùng với anh Nguyễn Mạnh Cường, 35 tuổi, và anh Nguyễn Công Mạnh, 28 tuổi, cùng ngụ tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú tổ chức ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Hưng gọi điện cho Huỳnh Văn Vinh, 38 tuổi, ngụ tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, hẹn gặp tại cổng cụm công nghiệp Hà Mi, ấp 4, xã Tân Lập để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này Hưng mang theo một khẩu súng hơi, rồi cùng với anh mạnh và cường chở nhau đến điểm hẹn. Vinh cũng rủ theo nhóm bạn của mình mang dao tự chế. Vừa gặp nhau, Vinh cầm dao lao vào đánh nhóm Hưng. Sau đó Hưng rút súng bắn vào nhóm người đang đánh nhau, làm Mạnh Cường và Lại Văn Long, bạn của Vinh, bị thương nặng. Sau khi gây án, Hưng lên xe rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng anh Long do bị thương nặng đã tử vong vào ngày 9 tháng 1. Hàng chục cảnh sát khống chế thanh niên ôm bình ga đòi tự kết liễu chung cùng cả xóm trọ. Lực lượng chức năng gồm cảnh sát, công an khu vực, dân phòng đã bao vây khu nhà trọ khống chế nam thanh niên nghi ngáo đá, ôm bình ga đòi tự sát. Trước đó, nam thanh niên tên BTE, 30 tuổi, nghi ngáo đá, ôm bình ga, định đòi tự kết liễu chung với nhiều người trong khu trọ. Trên đường 30 tháng 4 thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dị An, người dân lo sợ đã tháo chạy ra ngoài, gọi cho công an đến hỗ trợ. Nhận được tin báo, công an thành phố Dị An đã đến bao vây hiện trường, khống chế nam thanh niên. Theo thông tin ban đầu, E quê ở Cà Mau vừa đến Bình Dương sống chung với mẹ ở khu trọ. Trước khi xảy ra vụ việc, E xin mẹ tiền nhưng không được chấp thuận. Đến 11 giờ 30 phút trưa ngày 10 tháng 1, lực lượng chức năng thành phố Dị An, Bình Dương đã khống chế được E và hiện đang tạm giữ đối tượng trên tại trụ sở công an phường để tiếp tục điều tra xử lý. Diễn biến mới nhất vụ đối tượng trốn truy nã rồi lộ diện trên TV Ngày 10 tháng 1, một nguồn tin xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khôi phục điều tra vụ án Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1958, ngụ tại quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh về hành vi giết người. Đồng thời nhập vụ án gây dối trật tự công cộng để xử lý chung. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy còn nhiều điểm bất cập nên đã trả hồ sơ vụ án Nguyễn Minh Tân để công an cung cấp điều tra bổ sung. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu công an thay đổi quyết định khởi tố bị can vào ngày 11 tháng 11 năm 1994 vì cho rằng hành vi của Tân có dấu hiệu phạm tội giết người. Trước đó, năm 2015, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên Nguyễn Minh Tân 18 tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng. Sửa sơ thẩm lần 2, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Tân 24 tháng tù. Phía gia đình người bị hại không đồng tình với việc cơ quan điều tra, đình chỉ tội danh giết người đối với Tân nên liên tục có kiến nghị đến các cơ quan tố tụng và kháng cáo sau khi có bản án sơ thẩm. Nội dung vụ án thể hiện năm 1994, Tân làm trong đội bảo vệ khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạng sáng ngày 11 tháng 11 năm 1994, Hùng ngồi nhậu cùng nhóm thanh niên ở đầu hẻm đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Lúc này Nguyễn Long đi ngang qua, xảy ra mâu thuẫn với nhóm đang ngồi nhậu nên bị vây đánh. Cùng lúc đó, hai người quen của Long đi tới, liền lao vào đánh giải vây. Nhóm của Tân dùng dao và mã tấu đâm chém loạn xạ, khiến một người gục xuống, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Người còn lại bị thương nặng. Năm 1995, vụ án được đưa ra xét xử, nhưng Nguyễn Minh Tân bỏ trốn. Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã Tân tội giết người, gây dối trật tự công cộng. Khi nào bắt được sẽ đưa ra xét xử sau. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Minh Tân đã thay tên đổi họ thành Võ Minh Hùng, làm đội phó bảo vệ khu phố 5 tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Năm 2014, Tân tham gia bắt cướp, được chương trình tỏa sáng giữa đời thường ghi hình phát lên TV. Gia đình bị hại phát hiện và đã báo công an. Một thuyền trưởng ở tàu cá Cà Mau bị phạt hơn 630 triệu đồng. Sáng ngày 10 tháng 1, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 630 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ngọc Âu, sinh năm 1975, ngụ tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thới, Cà Mau. Thuyền trưởng tàu cá mang biển kiểm soát CM99837TS do có những hành vi vi phạm luật đánh bắt thủy sản. Theo ngành chức năng tỉnh Cà Mau, ông Ân bị xử phạt vi phạm hành chính do có nhiều vi phạm, như qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định. Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m không có giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam. Ngoài ra qua kiểm tra phát hiện trên tàu cá không trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy trình, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên. Các thuyền viên trên tàu cũng không được mua bảo hiểm theo đúng quy định. Qua đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 630 triệu đồng. Trước đó ông ân ký hợp đồng thuê tàu cá mang số hiệu CM99837TS của ông La Thành Quân từ ngày 1 tháng 5 năm 2019 đến ngày 1 tháng 5 năm 2021 để hành nghề đánh bắt thủy sản. Đến ngày 19 tháng 8 năm 2019, ông ân đưa tàu cá này cùng với năm ngư phủ xuất bến qua cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời sau đó, ông Ân điều khiển tàu cá sang vùng biển của Malaysia đánh bắt hai lần vào khoảng tháng 10 năm 2019 và tháng 5 năm 2020 tại cảng đỏ của Malaysia hai lần để lấy nước. Đến ngày 6 tháng 8 năm 2020, ông Ân điều khiển tàu cá CM99837TS trở về đất liền qua cửa biển Gành Hào tại Bạc Liêu, không qua trạm kiểm soát của biên phòng, đưa tàu về neo đậu tại ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình, Cà Mau. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Ân thừa nhận các vi phạm. Cơ quan chức năng cho rằng những hành vi vi phạm của ông Ân xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và lĩnh vực thủy sản. Công an tỉnh Cà Mau trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Ân tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Hình phạt bổ sung là tịch thu tàu cá CM99837TS và tước chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá của ông Ân với thời hạn 9 tháng. Bệnh nhân 1440 xét nghiệm lần 8 vẫn dương tính với COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 10 tháng 1, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, kết quả xét nghiệm lần 8 đối với bệnh nhân 1440 vẫn cho kết quả dương tính với COVID-19, nhưng sức khỏe bệnh nhân 1440 vẫn tạm ổn, chưa thấy biểu hiện triệu chứng gì. Ông Minh thông tin thêm, tuy nhiên xét nghiệm đến lần 8 kết quả dương tính cũng không có gì bất thường vì những bệnh nhân kéo dài trên 2 tháng do hoạt lực của virus cao. Còn trung bình của các bệnh nhân khác thì khoảng 4 tuần là có kết quả âm tính. Bệnh nhân 1440 mới điều trị hơn 2 tuần. Sở Y tế Vĩnh Long cũng cho biết kết quả xét nghiệm 15 trường hợp tiếp xúc gần F1 của bệnh nhân 1440 đều âm tính lần 2 với Covid-19. Sau khi nhận giấy hoàn thành cách ly tập trung, 15 trường hợp này tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày dưới sự giám sát của địa phương theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Như tin tức 24 giờ TV đã thông tin trước đó, ngày 24 tháng 12, anh LTT, 32 tuổi, ngụ tại xã Nhân Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, là bệnh nhân COVID-19 thứ 1440, đã đi qua nhiều nước, sau đó nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. May mắn trong trường hợp này là mẹ của bệnh nhân đã rất ý thức về dịch bệnh nên đã tự giác thông báo với ngành chức năng đưa anh T đi cách ly và điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long. Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 1440 theo Điều 240 Bộ Luật Hình Sự. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ.